Giải mã các nhân vật trong ngũ hổ tướng của Tào Tháo Ngũ hổ tướng của Tào Tháo dùng đao kiếm trong tay chém ra vô số công lao, dùng tài năng chém ra con đường vận mệnh của bản thân mình. Hẳn ai cũng biết đến ngũ hổ tướng nhà tục Hán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và có lẽ không chỉ một lần chúng ta thử tìm đối trọng của năm ông thần bá đạo này của họ trong lực lượng võ tướng của nhà Ngụy hay Ngô. Đọc bộ chính sử Tam Quốc chí mới vừa lẽ rằng vì quan điểm ủng lương phản tàu nên lao Quán Trung đã sáng tạo ra danh hiệu Ngụ Hổ tướng để dành cho năm vị võ tướng bậc nhất nhà thuộc. Còn trong thực tế lịch sử không hề tồn tại danh hiệu này. Thay vào đó là Ngũ Tử Lương tướng của Tào Ngụy do tác giả Tam Quốc chí là Trần Thọ Bình chọn. Tào Tháo ra trận, có 5 người, lúc tiến công thì xông pha lửa đạn tiến lên phía trước, khi rút lui thì phụ trách cản phía sau, vì nhà ngụy lập vô số công lao, được Trần Thọ bình rằng. Thái Tổ gây dựng công nghiệp mà lương tướng lúc đương thời có 5 người đứng đầu. 5 người này được người đời hợp xưng là ngũ tử lương tướng, chính là chỉ Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trường Cáp, Từ Hoảng. Vậy 5 vị đại tướng này có phải là 5 người tài giỏi nhất trong quân của Tàu hay không? tiêu chuẩn bình chọn ngũ tử lương tướng. Luận về năng lực, trên thực tế, Mãn Sủng, Điền Dự, Khiên Chiêu, Quách Hoài, cùng Lý Điện, Lý Thông, tan Bá, Văn Xính, năng lực tuyệt đối không kém ngũ tử, mà sự hoán hàng hào cũng đều có lý lịch rất dày dặn. Vậy thì vì sao không phải là lục tử thất tử mà chỉ có 5 người trương, nhạc, vu, trương, từ? Câu trả lời do Lý Dịch. Đơn cử như Mãn Sung, 18 tuổi, đã làm đốc bưu rồi đến Cao Bình Lệnh. Sau được Tháo gọi làm tổng sự rồi tới hứa lệnh, vốn xuất thân từ tầng lớp danh tiếng, nên ngay cả người bà con của Tàu Hồng phạm tội cũng chẳng thèm nể mặt. Lý Điển Bí Thông cũng xuất thân là thổ hào một phương. Lý Điển gia tộc ở Duyện Châu có đến mấy ngàn người. Lý Thông tự lập vạn ước, người cũng như tên, gia tài bạc vạn dưới trướng có hơn 2.000 gia đình, có thể ảnh hưởng đến dân chúng vượt trên vạn người. Hai người này chức vụ không lớn nhưng chính là một mình một cõi, có bộ khúc riêng. Tào Tháo cũng không dám đối đãi như thuộc tướng thông thường, càng không cần phải nói đến tàn bá và tôn quan chiếm cứ một giải thanh từ căn bản chính là một đội quân độc lập mãi cho đến thời của tàu phi mới chính thức đem binh quyền của tàn bá lấy đi Cùng so sánh với những người này thì ngũ tử có thể coi là bạch thân, không có thể lực, không có bối cảnh nên được Tào Tháo biên chế vào trung quân do chính mình quản lý. Chính vì vậy, cùng Tào Tháo Nam Chinh Bắc Phạt, năm người lại càng có cơ hội lập được nhiều chiến công hiển hách. Vậy, ngũ tử lương tướng có phải là những người được Tào Tháo tín nhiệm nhất? Rất tiếc, câu trả lời là không. Nguyên nhân vẫn là lý lịch sự tín nhiệm cao nhất Tào Tháo vẫn dành cho các tướng lĩnh Huynh đệ mang họ Tào và họ Hà hầu. Huynh đệ và thuộc hạ. Tào Tháo với phương châm có tài là dùng là người có quyết tâm cải cách triệt đệ nhất cũng đối kháng với quyền lực của tầng lớp sĩ tộc mạnh mẽ nhất cho nên đối với binh quyền vô cùng cẩn trọng không thể rời tay. Cùng với đà mở rộng thế lực quân tàu phân thành Tây tuyến Đô đốc Hạ Hậu Uyên, Nam tuyến Đô đốc Tàu Nhân, Đông tuyến do Trương Liêu, Nhạc tiếng phòng thủ, lại phái hộ quân cùng thứ sử đi theo. Đây không phải là vì Trương Nhạc không đủ năng lực, mà là Tào Tháo không muốn buông tay binh quyền. Cũng vì thế, nên dẫu biết Trương Cáp tài năng hơn Hạ Hậu Uyên, Tào Tháo cũng không thể làm khác. Trương Cáp từ hoảng vẫn phải nghe lệnh của Hà Hậu Uyên và Tào Hồng. Sự tín nhiệm cao nhất Tào Tháo vẫn phải dành cho các tướng lĩnh huynh đệ, mang họ Tào và họ Hà Hầu. Thử so sánh hai người trong ngũ tử lương tướng là Nhạc Tiến vu cấm với hai người trong ngũ hộ tướng là Quang Vũ Trương Phi. Bốn người này đều xuất thân từ biệt bộ tư bả, cùng Tào Tháo lưu bị chinh chiến tứ phương. Quan, Trương, hai người làm đến tiền hậu tướng quân còn vu nhạc trở thành tả hữu tướng quân luận về quân hàm xem như là đồng cấp thế nhưng Quan vũ trấn giữ kinh châu có thể tự mình đưa ra chiến lược điều động binh bã trương phi tự mình cầm một cánh quân vào thục lại tự cầm quân giành lấy hán trung quyền hạn rất lớn địa vị của Quan trương ở phe trục vì thế chỉ có hạ hậu đôn và tàu nhân ở phe tàu là tương xứng nào đến lượt vu nhạc hai người lên tiếng Nói cho dễ hiểu thì các tướng lĩnh của tàu thị và hạ hậu thị chính là cổ đông của tập đoàn tàu quỵ. Còn ngũ tử lương tướng ra trận song pha phía trước, khi lui thì ngăn ở phía sau, chính là nhân viên làm công ăn lương vậy. Một bên là huynh đệ, còn một bên là thuộc hạ vậy Nguyên lão và hàng tướng Kẻ làm tướng chỉ mong tung hoành trên xa trường, giết giặc lập công. Nhưng sự đời đâu đơn giản như vậy. Tào Tháo ưu ái huynh đệ hơn thuộc hạ, lại ưu ái nguyên lão hơn hàng tướng. Trương Liêu từ hoãn công tích dỗ nhiều hơn, nhưng quân hàm luôn thấp hơn vu cấm nhạc tiếng. Trần Thọ trong lời bình viết rằng, ta xem việc làm của mấy người ấy chỉ là vu cấm nhạc tiếng trương cáp không xứng với danh vọng. Ngờ rằng những ghi chép còn bỏ sót, không như Trương Liêu từ hoãn, rất đầy đủ và rõ ràng vậy kỳ thực cũng không có gì quá khó hiểu. Tào Tháo dùng người trọng thân sơ, vu cấm nhạc tiếng là những nguyên lão, theo Tháo từ ngày đầu. Còn Trương Liêu từ hoảng Trương Cáp là những hàng tướng sau này, địa vị mặc nhiên phải thấp hơn. Ngũ tử lương tướng không có thế lực, không có bối cảnh nên được Tào Tháo biên chế vào trương quân do chính mình quản lý. Tướng quân và câu chuyện chính trị Trước nan đề của Tào Tháo, Trương Cáp, Từ Hoảng lại có cách giải quyết không giống nhau trong tam quốc chiến từ hoảng truyện viết. Hoàng thường than rằng, cổ nhân thường lo chẳng gặp được đấng minh quân, nên ta may mắn gặp được, phải lấy việc lập công để báo đáp đâu vì danh dự cá nhân. Hoảng trọn đời chẳng chịu nhúng mình, giao kết cùng với người khác. Từ Hoảng là người nhìn nhận thấu đáo vấn đề chính trị này nên mặc dù từng giúp Tào Tháo đại thắng Mã Siêu lại đánh bại Quan Vũ giải vây Phàn Thành công lao tuyệt đối không kém Trương Liêu, lại chỉ bình bình phàm phàm giữ chức bình khấu tướng quân, không dính đến chốn quan trường. Trương Cáp lại có cách giải quyết hoàn toàn khác. Trần Thọ trong lời bình của ngũ tử lương tướng đã viết, Trương Cáp được xưng là khéo quyền biến. Bởi vì nếu đã là chuyện chính trị, vậy thì chỉ có thể dùng chính trị để giải quyết. Tam Quốc Chí cũng viết Cáp tuy là võ tướng mà yêu thích những bậc nho sĩ, lại tiến cử người tài, tích cực tham gia vào quan trường, nên dần được thăng là chinh Tây xa kỳ tướng quân. Ngũ tử lương tướng bởi vì xuất thân không có bối cảnh nên được tin dùng, dùng đao kiếm trong tay chém ra vô số công lao, dùng tài năng chém ra con đường vận mệnh của bản thân mình. Nhưng đằng sau những tài năng được hậu thế ghi nhớ ấy luôn là câu chuyện chính trị, là câu đố cần được giải mã. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.